Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này những cơn mưa dông vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhờ nó Bắc Bộ có được buổi sáng đầu tuần khá mát mẻ với mức nhiệt ngoài trời lúc này chỉ dao động từ 25 tới 27 độ. Trong ngày hôm nay miền Bắc sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 33 tới 35 độ. Riêng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Đến tối và đêm nay, đới gió Đông Nam sẽ gây mưa dông trở lại diện rải rác ở Bắc Bộ. Trong đó, vùng ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay là khu vực Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Với lượng mưa trong đêm nay dao động trong khoảng từ 20-30mm, có nơi cao hơn. Nắng nóng ở miền Trung trong ngày hôm nay được dự báo cũng có xu hướng giảm nhẹ. Từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, thậm chí là nắng nóng gay gắt, nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống chỉ còn từ 36 tới 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây vẫn có những nơi nhiệt độ trên 37, thậm chí là 38 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ hầu hết chỉ dưới 35 độ. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, dự báo ngay từ trưa và đầu giờ chiều, mây đối lưu đã xuất hiện và gây mưa cho khu vực này. Tiếp đến là ở các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ và đến chiều tối, ở Tây Nguyên cũng sẽ có mưa. Cảnh báo về lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ hôm nay ở Nam Bộ giảm xuống chỉ còn từ 31 tới 34 độ, trong khi ở Tây Nguyên nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Trên biển, vùng áp thấp trên khu vực giữa của Biển Đông vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến chiều nay, vị trí tâm áp thấp cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng hơn 500 km về phía Đông Đông Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên, nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật từ cấp 7 đến cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.